Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã ra thông báo số 548 liên quan tới vụ việc hàng trăm phụ huynh vây trường tiểu học Tây Mỗ 3 để xin học cho con. Thông báo số 548 ngày 27 tháng 8 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện trường tiểu học Tây Mỗ 3 đã có 30 lớp với 1.090 học sinh, 21 học sinh đã chuyển đi. Nhà trường hiện tại không tiếp nhận thêm học sinh vào trường do cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện chất lượng giáo dục. Như vậy, toàn bộ 523 đơn đăng ký vào trường Tây Mỗ 3 đều không được giải quyết. Thay vào đó, các trường tiểu học khác trên địa bàn sẽ tiếp nhận số học sinh này nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên, chỉ có 385 đơn đăng ký chuyển trường theo hướng dẫn của thông báo số 539 mà Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa ra ngày 23 tháng 8 vừa qua. Kết quả, trường tiểu học Đại Mỗ 3, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đồng ý tiếp nhận 75 trên 75 học sinh từ trường tiểu học Lý Nam Đế, 38 trên 38 học sinh từ trường tiểu học Đại Mỗ và 139 trên 174 học sinh từ các trường khác nếu có đủ hồ sơ cư trú trên địa bàn phường Tây Mỗ hoặc Đại Mỗ. 35 đơn đăng ký còn lại chỉ được tiếp nhận nếu có đủ hồ sơ cư trú tại phường Đại Mỗ. Trường tiểu học Tây Mỗ đồng ý tiếp nhận 17 trên 17 học sinh từ trường tiểu học Lý Nam Đế, 19 trên 19 học sinh từ trường tiểu học Tây Mỗ 3 và 62 trên 62 học sinh từ các trường khác nếu có đủ hồ sơ cư trú trên địa bàn phường Tây Mỗ. Như vậy, trong số hơn 200 học sinh trường tiểu học Lý Nam Đế có nguyện vọng chuyển trường ban đầu, hiện chỉ có 92 học sinh đăng ký sang trường Đại Mỗ 3 và Tây Mỗ. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 8, nhiều phụ huynh học sinh trường tiểu học Lý Nam Đế đồng loạt nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm. Theo đó, giáo viên gửi công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm về việc tiếp nhận đơn xin chuyển trường vào trường tiểu học Tây Mỗ 3. Nội dung công văn chia 523 đơn đăng ký vào trường Tây Mỗ 3 thành hai nhóm đối tượng cùng các hướng giải quyết nguyện vọng. Với nhóm 230 học sinh đang học tại trường tiểu học Lý Nam Đế, nếu có nguyện vọng chuyển về trường tiểu học Tây Mỗ hoặc trường tiểu học Đại Mỗ 3, phường Đại Mỗ, thì nộp đơn tại trường xin đến từ 14 giờ ngày 25 tháng 8 đến 12 giờ ngày 26 tháng 8. Với nhóm 293 học sinh còn lại, nếu có nguyện vọng vào các trường Lý Nam Đế, Tây Mỗ, Đại Mỗ 3, thì nộp đơn tại trường xin đến vào khung thời gian tương tự như trên. Ngoài ra, với 1.111 học sinh của trường tiểu học Tây Mỗ 3, gồm 460 học sinh khối 1 tuyển mới và 651 học sinh khối 2 đến 5 tách ra từ trường tiểu học Tây Mỗ, nếu có nguyện vọng về lại trường Tây Mỗ hoặc chuyển sang Lý Nam Đế, Đại Mỗ 3 sẽ được giải quyết. Trước đó, sự việc hàng trăm phụ huynh vây trường tiểu học Tây Mỗ 3 xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 8. Hầu hết phụ huynh trong nhóm này có con đang theo học lớp 2 đến lớp 5 tại trường tiểu học Lý Nam Đế và các trường khác ngoài phường Tây Mỗ, có nhu cầu chuyển trường cho con về gần nhà theo đúng hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn. Các năm trước, theo phân tuyến tuyển sinh, con em cư dân khu vực này không được học tại trường tiểu học Tây Mỗ. Theo đề án thành lập trường tiểu học Tây Mỗ 3 ban hành ngày 25 tháng 5 của Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, trường này sẽ tiếp nhận học sinh từ khối 2 đến khối 5 năm học 2023-2024 của trường tiểu học Tây Mỗ và Lý Nam Đế là cư dân thuộc các tổ dân phố số 7, 8, 9, 10, 11, 12 và các tòa nhà chưa phân tổ trong khu đô thị. Tuy nhiên, tới ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận ra quyết định số 1388 tách trường tiểu học Tây Mỗ thành trường tiểu học Tây Mỗ và trường tiểu học Tây Mỗ 3. Thực hiện quyết định này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm tổ chức chia tách 1.111 học sinh từ tiểu học Tây Mỗ sang tiểu học Tây Mỗ 3. Tuy nhiên, việc chia tách này chỉ được thông báo chính thức tới phụ huynh cư trú trên địa bàn vào 21 giờ 30 ngày 21 tháng 8, tức sau 15 giờ đồng hồ sau khi phụ huynh vây trường yêu cầu công khai thông tin tuyển sinh. Trước đó, họ không có thông tin về việc trường chỉ tiếp nhận học sinh từ trường tiểu học Tây Mỗ dù tìm kiếm qua nhiều kênh khác nhau. Các phụ huynh có con học tại trường tiểu học Lý Nam Đế còn được giáo viên lập danh sách chuyển trường theo nguyện vọng vào ngày 15 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, tới ngày 20 tháng 8 vừa qua, phụ huynh đến trường tiểu học Tây Mỗ 3 để xin nộp đơn học cho con thì được hiệu trưởng cho biết đã có đủ học sinh. Tại cuộc đối thoại ngày 23 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà đã xin lỗi phụ huynh vì thông tin đã không đến được với phụ huynh. Bà Hà cũng khẳng định nguyện vọng của phụ huynh là chính đáng và phù hợp. Theo quận Nam Từ Liêm, phường Tây Mỗ cách trung tâm Hà Nội khoảng 12 km về phía Tây, có tốc độ đô thị hóa nhanh trong vài năm qua, dân số khoảng 70.000 người, chủ yếu ở khu đô thị.